Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một cái vật cầu lông đặc biệt, Kuno Spit K502. Đây là vũ khí bí mật để bạn vươn lên đỉnh cao và trở thành một tay vợt đáng ngưỡng trên sân cầu lông. Với vật cầu lông Kuno Spit K502, bạn sẽ tận hưởng sự mạnh mẽ và sức mạnh vượt trội, thiết kế màu sắc cuốn hút và công nghệ tiên tiến giúp bạn dễ dàng điều khiển và tung hoành trên sân cầu. Khung vợt bền bỉ chắc chắn, Kuno Spit K502 sẽ trở thành đồng đội đáng tin cậy của bạn trong mỗi trận cầu. Bạn sẽ cảm nhận được sự ổn định và cảm giác tuyệt vời mỗi khi chơi. Đừng để cơ hội trôi qua, hãy bấm ngay vào giỏ hàng để nhận mã ưu đãi sở hữu Kuno Spit K502 và trở thành tay vợt xuất sắc nhất. Hãy thể hiện tài năng và thách thức giới hạn của bản thân trên sân cầu lông ngay từ hôm nay.